Rồi, ok, xin chào các bác. Thì em nghĩ là anh em nào mà sử dụng smartphone ấy cũng đều sắm cho mình một cái ốp lưng kiểu như này, có thể là dày hơn hoặc mỏng hơn. Và anh em nghĩ là khi mà có ốp lưng ấy, nó sẽ bảo vệ được cho cái máy mình nó gần như toàn diện ấy. Trừ cái mặt trước này thì nó không bảo vệ được. Tuy nhiên cũng có ốp lưng nó có thể là gập được, nó bảo vệ được hết cái mặt trước này. Thì nếu mà không có cái ốp gập như vậy thì anh em cũng sẽ dán cái cường lực hoặc là một cái miếng chống sức gì đấy. Và anh em nghĩ là nó sẽ bảo vệ được rất là nhiều. Ví dụ như va đập rơi xuống đất, xuống nền bê tông thì nó sẽ giảm được cái việc mà cái máy mình bị hư hại. Tuy nhiên ấy, thì có một cái em nghĩ là cái lỗi mà rất là phổ biến ấy, đặc biệt là ở những cái anh em nào mà ít quan tâm đến việc mà bảo vệ cái smartphone của mình ấy, thì đấy là cái việc mà anh em cứ cứ ốp cái ốp lưng này suốt một thời gian rất là dài ấy, kiểu như chả bao giờ, gần như có anh em nào, em nghĩ là có anh em mà gần như là không bao giờ bỏ cái ốp lưng ra ấy. Và anh em nghĩ là cứ phải để ốp lưng như vậy thì nó mới bảo vệ được cái máy của mình. Thì em nghĩ đấy là cái suy nghĩ hoàn toàn bị sai các bạn. Tại vì em dùng cái ốp lưng này cũng rất là nhiều lần và cũng một thời gian rất là dài. Thì em nghĩ là nếu như bác nào ấy mà dùng cái ốp này mà để trong một thời gian rất là dài thì nó sẽ bị gần như nó bị xước cái cạnh 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 lưng này này, cạnh cạnh viền này này. Đấy, thì như cái máy này của em nhé, em mới dùng được có khoảng tầm 3 ngày ốp lưng mà không tháo ra ấy. Các nhìn này này. Đây này, ở cái phần lấm chấm cái bụi này, bụi và cả cát nữa này. Đấy, không biết các bác có nhìn rõ không? Đấy, đây này. Đấy, nó đã có này nhé. Mới chỉ có 3 ngày thôi đấy. Thì đây, cái 3 ngày này em hoàn toàn là ở em về quê, em không làm cái việc gì mà liên quan đến công trường rồi gió cát bụi bặm gì gì cả đâu, chỉ để trong túi quần và ở quê thôi. Thậm chí các con em cũng không không sử dụng cái điện thoại này của em luôn, thế mà nó vẫn bị rất nhiều những cái vết này, đấy, vết bẩn này và những cái vết nhiều khi có cả cát nữa các bác. Đây nhìn này này, đấy thì em khuyên các bác ấy là cũng là theo kinh nghiệm của em thôi, thì là hàng ngày các bác nên vệ sinh cái ốp của mình một lần và cái điện thoại của mình một lần. Đấy, các bác nhìn thế này, khi mà không vệ sinh nó thường xuyên này, đấy, các bác nhìn này, nó nguyên một đống bụi ở đây luôn này. Đấy, em biết các bác nhìn thấy không? Đấy, nó rất nhiều luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đấy nó rất nhiều, em thấy rờ nó hơi sột sột thì nó như kiểu cát nữa ấy, các bác. Đấy. Đấy, cho nên là khi mà các bác dùng ốp lưng ấy, thì em khuyên các bác là nên vệ sinh nó kiểu như là hàng ngày một lần, một hàng ngày mỗi ngày một lần ấy. Và nếu như các bác nào mà không có những cái thiết bị kiểu như cái bàn chải như này, cái bàn chải như này thì rất dễ kiếm thôi, các bác ra tiệm kim khí các bác mua một cái to to kiểu như này đánh cho sướng này. Các bác nên vệ sinh kiểu như trong lòng nó như này này, nó rất là dễ thôi và nó không tốn nhiều thời gian của các bác đâu. Em thì em thường thường là cứ đi làm ấy thì em sẽ ôm cái ốp lưng này vào. Tại vì đi làm thì em hay phải quăng quật cái máy ấy, hay phải quăng cái máy này chỗ này chỗ kia, nhiều khi quăng cả số đường bê tông ấy. Cho nên là em phải cần phải có cái ốp để mà chống xước. Đấy, chứ còn về nhà thì em lại hoàn toàn không bao giờ dùng xước luôn, à, không bao giờ dùng ốp luôn. Về nhà cái là em tháo ốp này là luôn. Một phần là sẽ vệ sinh cái ốp này, đấy, vệ sinh cái ốp này và treo nó lên, treo lên một chỗ nào đó nó không bị bụi. Đấy, em treo lên chỗ nào đấy và sáng hôm sau là em chỉ có ốp nó vào nó đi thôi. Và cái máy này này thì các bác có thể dùng chính cái này, các bác quét qua cũng được, hoặc là dùng một cái rẻ ấy, cái rẻ mà cái khăn lau ấy, cái khăn lau mà nó bằng vải cũng được, hoặc là các bác dùng giấy ăn cũng được để các bác lau qua đi. Đây anh em dùng, thường thường em hay dùng có một khăn chuyên dụng, nhưng mà đây ví dụ như các bác là có cái giấy đây, giấy ăn này, các bác lau thì cũng được. Đấy, các bác lau qua đi. Đấy, chỉ cần vuốt một đường từ từ đầu máy đến cuối máy là xong thôi. Đấy, vệ sinh đi. Vậy là xong. Đấy, vào khi mà các bác dùng trần như này rồi thì chắc chắn các bác ở nhà ấy, các bác nên cẩn thận một chút. Nếu như mà nhà có trẻ nhỏ thì cũng không nên cho nó cầm. Tại vì trẻ nhỏ thì nó không biết bảo vệ cái máy đâu. Nó chứ nó cứ thích thì nó quăng ra thôi. Còn mình thì mình đang ở với mình, dẫn đến là ở nhà ở phòng trọ thì là có, ví dụ như ở đây có cái bàn có mặt giả da này, để đây không vấn đề gì cả. Đấy, em hay về em hay để đây này. Đấy, thì em khuyên là các bác nên vệ sinh cái ốp lưng của mình thường xuyên nhé, chứ không phải là các bác cứ nghĩ là
là ốp, cứ ốp nó im ở đấy là nó bảo vệ được máy đâu nhé, hoàn toàn là không phải. Nó rất dễ lọt cái bụi hoặc là cát nhỏ nhỏ ấy, đi vào những cái kẽ như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nhưng ốp nó chỉ ốp vào đấy thôi, và nó rất là dễ bị hở như này này. Và đặc biệt là khi các bác nó bị dính cát ở hoặc là bẩn ở trên cái màn hình này này, thì các bác thường thường là các bác sẽ dùng cái rẻ các bác lau như này đúng không? Đấy, các bác lau như này, lau như này thì vô tình là cái cát ấy nó sẽ đi đi vào những cái kẽ này này. Đấy, nó đi vào những kẽ này và nó sẽ xuống bên dưới cái cạnh này, và dần dần thì các bác cứ ốp đi ốp lại ấy, hoặc là cứ để như vậy, dần dần nó cứ xê dịch ấy. Cái viên cát trong này nó bị xê dịch này, nó sẽ gây xước cái viền, cái khung viền cho các bác. Và nhiều khi các bác không để ý là lúc nào thỉnh thoảng lâu lâu tháo ra thấy nó xước thì lại bảo ơ sẽ tại sao mình ốp liên tục như thế mà nó lại bị xước. Đấy, thì em khuyên là các bác nên vệ sinh liên tục nhé. Cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nhiều khi không muốn chia sẻ, không muốn nói nhiều, nhưng mà nhìn thấy các bác những cái nhỏ nhỏ này nó rất là hữu ích, nhưng mà nhiều khi nhiều người không để ý ấy. Đấy, cho nên là nó gây ra cái tình trạng mà máy nó bị xước. Thì như máy em đây, em ngày nào cũng vệ sinh, cho nên là nó gần như nó chưa xước cái gì các bạn. Đấy, như chưa xước cái gì luôn, còn rất là mới, còn gần như mới lúc như thế là lúc mà em mua luôn ấy. Lúc mua như nào thì bây giờ thì thế thôi, không không có bị sao cả. Và cái ốp thì ngày nào cũng vệ sinh. Đấy, rồi đấy là cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của em thôi. Bác nào thích thì làm theo, không thích thì cứ ốp liên tục cũng được, vì máy nó cũng chỉ là phục vụ mình thôi mà, mình dùng thế nào thì dùng thôi. Ok, chào các bác nhé.